Đây nè. Đây là em khai nhãn nè. Em đang khai nhãn nha. Hôm mình em đã khai nhãn cái đầu con heo rồi, là bữa nay vừa cúng tam sơn vừa khai nhãn luôn trước khi mình giao cho khách. Đây. Mình thấy hấp dẫn không? Đó. Nha. Đây. Mình cúng mà mình cúng ba, cúng tư, bình thường ta nói là năm ông, như mình không có cúng năm ông, ra năm là ngủ mình không cúng. Đó. Rồi đây là nếu như mà mình là phải biết thần tài thổ địa là mình phải biết cái miếng điểm này, cái chú này. Là đây là cái miếng tài thần, cái miếng chi tài của mình đó, là mình giá tài thần đó. Đó. Là phải có nha, cái chi mình nghĩ chứ. Đó. Cho nên á, em khai nhãn em đi cho khách vào lúc nào, chẳng cho khách lúc nào cũng ok hết 80%. Ha, coi nhang nè, thấy chưa? Khá là đặc biệt. Đẹp không? Em Thịnh tùy theo túi tiền thôi mấy anh chị. Ha. Nhưng mà em Thịnh cũng khoảng 20 cặp rồi. Mà được cũng khoảng 5-6 cặp này. Cặp ông thần tài thổ địa này khá là thành công. Đây. Đẹp chưa? Đây. Em quay để cho mình thấy ha. Đây. Người ta đó, mình hương khói là gia chủ người ta co hết luôn. Mình về nhất định cái gia chủ này người ta làm ăn phải giàu. Tại em thỉnh quá nhiều rồi. Mình tâm sơn cho người ta là mình cúng nó phải đầy đủ đây. Đó. Không? Em cúng 4 mà người ta gọi là tứ tài. 3 là tam tài, 5 là ngũ. Ngũ không cúng nha. Thế bắt không cúng đến 5. Đây, mình cái ngày mà mấy anh chị cái ngày mùng 2 ha là ngày khai đầu của cái tháng tài của mình là mình cúng gì. Rồi tới gần 30 ha. Tới ngày vía ngày mùng 10 á thì mình cũng cúng vậy. Nhưng mà phải biết có cái liễn chiêu tài nha. Cái liễn chiêu tài đó. Đó là cái liễn chiêu tài. Mình cúng mình chỉ giấy ở đây em Thịnh mình chỉ cúng giấy tên họ người ta thôi. Chứ không có cái mà ghi cái tên người ta với cái đích. Đây. Thần tài thổ địa này rất là hợp với gia chủ luôn. Véo số luôn. Đây. Ba chung nước, ba chung rượu nha. Mà quan trọng là mình phải có cái liễn nha mấy quý vị.